Alo, xin chào các bác. Hôm nay em nhận được một câu hỏi của một bác. Thì các bác có hỏi là khi mà chúng ta kết nối TV với bộ dàn karaoke hoặc dàn âm thanh thì chúng ta dùng một cổng dây quang, thì lúc đó thì chúng ta nên chọn cái chế độ phát âm thanh từ TV ra bộ âm thanh bằng chế độ nào. Thì ở trên đây thì mình đang sử dụng kết nối với cái TV LG. Thì các bác sau khi các bác kết nối xong thì các bác sẽ kích vào cái đây, các bác sẽ kích vào cái bánh xe ở trên điều khiển của TV. Đây, các bác sẽ kích vào cái bánh xe này, kích vào thì nó sẽ hiện lên một số cái bảng như đây. Đó, thì các bác ấn vào cái biểu tượng cái loa này, ấn biểu tượng loa này, đúng không ạ? Thì nó sẽ có các chế độ. Thứ nhất là chế độ kết hợp cổng quang và kết hợp với loa của TV. Đó, mình ấn mũi tên, các bạn ấn mũi tên sang bên TV. Đây thì là có mỗi chế độ là loa trong của TV thôi, có nghĩa là âm thanh phát ra từ loa của TV. Thì các bác cần lưu ý rằng đây là cổng Optical. Thì các bác có thể là chọn cổng này, hoặc là chúng ta chọn cái cổng loa trong của TV kết hợp với cổng quang. Đó, vậy thì hai cổng này thì các bác nên chọn cổng nào? Đây, có HDMI, ADC chúng ta không dùng tới này, Bluetooth không dùng tới này. Đó, nó chỉ có mấy chút nút này thôi. Đó, thì vấn đề đặt ra đây là khi các bác chọn, ở có một cái video trước thì em đã hướng dẫn cho các bác là cách kết nối giữa TV với bộ âm thanh bằng dây bộ truyền quang. Thì các bác có thể xem lại cái video đó ở bên dưới cái phần mô tả của video này, em sẽ ghim dưới đó để các bác có thể kích vào các bác xem cái hướng dẫn. Còn ở cái video này thì em sẽ phân tích cho các bác là chúng ta nên chọn cái chế độ chuyển đổi cổng quang như thế nào. Đó, thì như trên đây thì chúng ta sẽ có hai hình thức lựa chọn. Đó, thì một số bác đang hỏi là phân vân là không biết chúng ta nên chọn kết hợp vừa loa của TV phát ra và cái bộ mà phát nhạc, cái nhạc nó cùng phát trên cái TV của chúng ta, và cái nhạc nó phát của trên cả loa nữa. Đó, nếu mà thì thực sự là ở đây trên TV nó sẽ có hai cổng như thế này. Thứ nhất là cổng Optical, có nghĩa là cổng quang. Sau khi các bác cắm cổng quang xong ấy, thì chúng ta có thể chọn chế độ này. Chế độ này Optical nghĩa như nào? Thì lúc này âm thanh ấy chỉ phát ra qua đường tín hiệu quang thôi, và âm thanh nó sẽ không phát ra cái loa của TV nữa, mà nó chỉ phát ra tập trung, nó chuyển bộ đổi tất cả âm thanh ra loa karaoke của chúng ta. Đó, còn nếu các bác chọn sang chế độ là loa trong của TV cộng với cổng quang học, thì lúc này thì chúng ta sẽ ấn tăng giảm âm lượng trên điều khiển ấy. Thì lúc này đây, thì như lúc này thì cả loa trong của TV cũng phát, và âm lượng của âm thanh ấy thì trên cục đẩy, chúng ta cũng đẩy lên thì nó sẽ cũng ra loa được. Đó, thì hai chế độ này thì chọn chế độ nào hay hơn? Đó, thì theo em thì em sẽ chọn ở chế độ Optical, có nghĩa là chế độ lúc này thì chế độ cái âm thanh nó sẽ phát ra nguyên qua bộ âm thanh karaoke thôi, nó sẽ không bị phát ra âm thanh của TV, loa của TV nữa. Vì khi mà hai cái cùng một nguồn âm thanh nhưng mà hai cái thiết bị nó phát ra cùng lúc, nhưng cái độ lệch pha của nó sẽ có độ trễ thời gian. Một số bác nếu mà các bác để cái chế độ vừa cả TV nữa mà các bác vừa phát qua cổng quang của loa nữa, thì vô tình làm cho cái chất lượng âm thanh chúng ta bị suy giảm đi rất nhiều nhé. Bởi vì khi mà loa của TV nó phát ra và loa của bộ karaoke chúng ta cũng phát ra, hai nguồn phát nó cùng phát một lúc, nhưng mà một số trường hợp thì nó sẽ không phát ra cùng lúc. Nó phát ra cùng lúc cộng hưởng rất là to, nhưng chẳng may một số trường hợp thì cái xử lý trong của TV, chất lượng âm thanh của TV, xử lý tín hiệu trong TV nó sẽ chậm hơn so với loa, hoặc là loa chậm hơn chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là bị trễ âm thanh. Vì sao một số bác là chỉnh mãi, dù chỉnh như thế nào đó thì cái âm thanh nó cũng không thể căng chắc gọn được, mà nó bị bẹt tiếng ra, và thậm chí nó bị triệt tiêu nhau, mất tiếng bass chẳng hạn. Như thế thì nó sẽ rất là phí tiền với bộ karaoke chúng ta. Do đó mà chúng ta nên chọn cái phương pháp là chúng ta chỉ chọn một nguồn thôi. Đó, chúng ta chọn nguồn, giả sử mà các bác muốn chọn Optical này, thì khi chúng ta tắt TV đi thì nó sẽ chọn, khi chúng ta tắt TV đi thì nó sẽ bật lên, thì chúng ta mặc định nó sẽ trở về chế độ Optical này đó. Nhưng mà một số bác là rất là lười, có nghĩa là các bác muốn là tìm cách nào mà để chúng ta chọn cái Optical này, nhưng mà khi bật TV lên chúng ta không hát mà chúng ta xem thời sự thì chúng ta không cần phải chuyển chế độ âm thanh nữa. Thì đây em sẽ mách các bác, chia sẻ cho các bác một cái cách này như này, thì các bác có như này, các bác vừa có thể bật lên mà chúng ta nghe thời sự luôn, và chúng ta cũng có thể là khi bật âm thanh lên chúng ta hát karaoke luôn. Thì bằng cách các bác sẽ chọn cái chế độ mà đây, các bác sẽ chọn như này. Đây, các bác sẽ chuyển sang loa trong của TV cộng với cổng quang. Nhưng các bác cần lưu ý rằng khi hát karaoke thì các bác sẽ phải điều chỉnh cái âm lượng, của loa TV giảm hết cỡ cho em về không. Và lúc này các bác chỉ sử dụng cái âm lượng của TV thôi, của loa thôi. Đây, mình em sẽ thử cho các bác đây, đúng không ạ? Thì tiếng nó sẽ căng chắc hơn và nó sẽ không bị kiểu lặp nhau, bị delay giữa hai thiết bị phát đó. Thì vừa rồi thì em đã chia sẻ một chút cho các bác có thể là cảm nhận được. Nếu các bác có thể thử trực tiếp bộ âm thanh của mình và có thể để lại bình luận xuống phía dưới đó, thì các bác có thể là thấy nó hay hơn, hoặc các bác thấy khi các bác bật theo cách của em thì nó hay hơn, hoặc các bác thì bật cả âm nhạc loa TV và loa của karaoke thì nó sẽ hay hơn. Thì các bác có thể bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bác đã xem video và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.